Hey yo, chào mừng một triệu anh em đã trở lại với cái kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật cái chuông thông báo lên nha anh em. Và trong khi xem video có những dòng quảng cáo nho nhỏ thì các anh em ủng hộ kênh bằng cách là xem hết những dòng quảng cáo đó nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Và sau một pha review giới thiệu cho các anh em thì cũng rất nhiều anh em inbox hỏi là có chơi không, có cài bên đây không. Thì anh em vào chơi cũng khá đông nha anh em. Thì hôm nay tiếp tục chương trình review và chia sẻ cho các anh em một chút xíu thông tin về cái con game là hiện giờ mình kêu tạm thời là cái con game Mulot phiên bản Trung Quốc nha anh em. Chứ cái tên của nó dài lằng ngoằng lắm anh em à. Và như thường lệ, những anh em nào muốn tải con game này hoặc là chưa biết hay là mới vào chơi thì có thể là trong phần mô tả của video nè, và hoặc là trong phần comment ở cuối phần video thì mình sẽ để một cái link để cho anh em tải nha anh em, từ PC và mobile. Hiện giờ chỉ chơi được trên phiên bản Android, rất là dễ chơi nha, nó không kén phiên bản nào hết nha anh em. Tiếp tục thì mình sẽ vào cho anh em xem, mình farm hình như là mình lên được một cái clip là cách này ba ngày mình farm được 4 trao nè, một bơi nè và một số đồ cùi. Ở giai đoạn đầu những món đồ này nó cũng là ga gì đó nha anh em, chứ không phải là đồ cùi đồ gác đâu. Và đây mình có những cái huy chương nè, có những hộp pháo hoa nè, và kèm theo những cái này, và những cái mảnh này, những cái quả cherry này á, chúng ta có thể là quăng ra ngọc random được nữa nha anh em. Cho nên mình sẽ mở những cái mảnh này ra kiếm những cái món đồ cộng 7 cộng 9 cho cái con clone của mình nó đeo nha anh em. Và một số anh em vào trong đây chơi thì hỏi mình là ở những cái level thấp thì farm ở map nào có ngọc và farm ở map nào để cho nó hiệu quả nhất, thì mình sẽ lên một cái map mình nói chuyện để cho anh em biết luôn. Mình sẽ lên trên là Dungeon 3, phóng xa màn hình ra nha anh em. Mình sẽ chạy xuống một cái góc nào đó, một cái xó nào đó để mình chui vô trong đây để mà mình review cho anh em biết nha. Và hiện giờ là anh em vào trong đây cứng bãi nha anh em. Này, mình có một cái bãi quái rồi. Ở đây mình sẽ bật lên, mình ở tranh cạnh với một số anh em đây. Ở tầm level là 200 gữ hoặc là 200 đảo loại, các anh em có thể là farm Logenkia, Nogia, Daviat và Ebelan Dungeon 3. Nhớ là Dungeon 3 đảo loại và hai cái map cho các anh em ép nhiều nhất và cái nguồn thu nhiều nhất, có thể farm ra ngọc nhiều nhất. Vì sao? Vì những cái map này có bãi quái tầm lên là 7 con, 8 con. Còn đa phần những bãi quái ở map nhỏ chỉ có 4 con, 5 con thôi. Còn ở đây á, thì nó cho chúng ta là một bãi quái rất là nhiều. Thì ở đây mình chia sẻ cho các anh em luôn, không có cái bãi nào ra ngọc hoặc là ra đồ cố định đâu anh em à. Các anh em phải bỏ thời gian ra treo. Như mình đây, mình treo ở đây là mình được 4 trao, 1 bơi và những cái món này. Để mà mình treo lên mình bán bằng Lemu hoặc là bằng bơi nha. Vì đây là một cái con game ở ngay cái giai đoạn đầu, giai đoạn mà cực kỳ gian khổ. Các anh em biết con game này chơi theo lối là không reset, còn gọi là non reset. Thì chúng ta cài cấp liver, như vậy là chúng ta cài cấp liver rất là cực nha anh em. Và các anh em đừng có đú chen lên liver cao, lên map cao làm cái gì. Khi mà người ta có tem nè, khi người ta có chơi trên PC, người ta tạo nhiều ạt ra, người ta BT lên map cao. Người ta lên map càng cao BT thì ép nó càng ít lợi. Trong khi các anh em chỉ cần farm những cái map trung bình với khả năng của cái con nhân vật của các anh em farm. Ví dụ là mình farm ở Dungeon thì mình ở Dungeon mình sẽ kiếm một cái lượng ép rất là cao. Khi mình farm mình earn. Còn khi lên cao các anh em BT với nhau thì không được bao nhiêu ép hết. Chỉ là có cái nguồn thu là người ta treo map cao thì người ta ra đồ S cấp cao như thôi, chứ không có mà các anh em tăng giọt liver. Mình sẽ vào trong đây mình mở một số đồ này xem nó có cái đồ gì không nha anh em. Mình sẽ bấm vào sử dụng nè, xem nó có cái đồ gì cho cái con của mình học. Đấy, cộng 9 cộng 10 đồ các kiểu nha anh em, rất là nhiều nha. Vì ở giai đoạn này á thì những cái món đồ để cho các anh em khi mà ra được một cái món đồ nào nó cũng rất là whip, rất là ngon. Ở đây có một chiếc nhẫn nè, mình sẽ đeo lên nè, nhẫn thì đeo lên luôn nha. Xem có cái gì cho đắt lót nó không anh em. Có được một cái lềm cộng 7 nè các anh em thấy không, cộng 7 nè, cộng 8 luôn nè, cộng 8 luôn, rất là ngon anh em. Và cái khiên này sử dụng được cho đắt lót luôn, thì mình sẽ sử dụng luôn anh em. Rất là đẹp, rất là màu mè nha. Cái này được đắt lót không? Không được đắt lót nha. Mình sẽ bấm bỏ cái này nha anh em.
Đây là những cái món đồ chừng nữa chúng ta có thể là đeo lên những cái con cờ lon. Khi mà cờ lon của chúng ta tạo ra, chúng ta cần có những cái món đồ như gì để cho nó có một cái lượng thủ cho cao lên nha anh em. Mình ra được một cái cung cộng chính nè, và cái áo nhân sư cho phù thủy và magic. Ở đây thì không có mở nhiều gương được nên có những cái món đồ cùi tạm gì thôi, chứ không có những cái món đồ cấp cao đâu anh em. Ở đây thì mình lụm những cái quy hiệu này rất là nhiều, và anh em hỏi là vào trong đây tùy chỉnh làm sao cho nó lụm được nguyên liệu, thì các anh em không có cần lụm nguyên liệu, các anh em không có cần chỉnh vô đâu. Mình sẽ vào trong cái mục nhặt và lụm nè, mình săn bắn hái lụm nha anh em. Vào trong đây thì người ta khi mới vừa tạo nhân vật là người ta sẽ tích cho các anh em 15 mục để lụm. Các anh em khỏi cần ghi cái tiếng gì hết, vì người ta biết là đây là một cái phiên bản của bên Tàu, thì người ta cho các anh em nhiều nhất có thể là phiên bản tiếng Anh thôi. Thì một số anh em vào trong đây không có biết cài đặt, thì người ta biết được cái vấn đề nan giải đó, người ta sẽ đỡ những cái thông tin, những cái món mà các anh em có thể nhặt được khi mà mới vào trong đây lập nghiệp, bước đầu cuộc hành trình chinh phục mù đó. Nó rất là dễ, chỉ cần vào trong đây bỏ thời gian ra cài cuốc lôi kéo thôi anh em, là các anh em sẽ có tất cả hết, cái gì cũng có hết nha. Ngoài cái là có bê với có lemu là chưa có nha, tại vì các anh em phải cần phải cài nó mới có ra được bê và lemu. Thì mình sẽ vào trong chợ nè, mình sẽ gõ một cái tờ, mình sẽ bán bằng lemu và mình viết cái chữ là Yeva. Hiện giờ một bê thì người ta bán là 180 lemu, thì các anh em muốn bán cho chạy cho nhanh thì các anh em có thể treo 170, thì Tàu nó mua rất là lẹ nha anh em, rất là lẹ luôn. Chừng nữa mình sẽ bán, mình kiếm một số lemu để chứng tỏ cho các anh em là mình sẽ bán được bên đây. Và hiện giờ bên đây rất là chát nha anh em, hiện giờ bê ở bên đây nó cực kỳ là đắt đỏ. Hiện giờ một bê các anh em thử tính coi, một bê mà 20k mà 1000 bê là các anh em tính ra bao nhiêu, nó rất là cao luôn. Trong khi ở bên lot container hiện giờ 1000 bê chỉ có là 55-57k quay đầu thôi, còn bên đây á mới có một bê là các anh em bán tầm khoảng là 20-25k. Thì các anh em thử nghĩ rồi, làm giàu không khó nha anh em. Hiện tại đồ bên đây các loại ngọc nó rất có giá trị, nên các anh em có thể vào trong đây cài cuốc nha anh em. Và hiện giờ đồ của mình không có thể là mở full được hết, nên chỉ mở vài món cho anh em biết thôi, vì các anh em không có cần mà cộng những cái đồ lõm lên đây thủ đâu, chỉ cần lụm những cái quả này đây, những pháo hoa nè, quy hiệu nè và quy hiệu bạc nè, chúng ta có thể là mở ra tất cả hết. Và trong khi là chúng cái này chúng ta có thể là mở ra nè, con kỳ lân hoặc là dơi hoặc là con tiên nữ. Còn ở đây là mở ra những quả cherry cho chúng ta là HP rồi mana và tăng sát thương cho con nhân vật của mình lên. Nó rất là nhiều nguồn thu để cho các anh em vào trong đây chơi nha anh em. Và mình xin nhắc lại một lần nữa, ở đây là không có một cái bãi cố định để farm đồ và farm ngọc, vì người ta sẽ gớt ngẫu nhiên và random, nó muốn gớt cái bãi nào nó gớt. Nên các anh em có thể là treo một cái bãi quái nào đó để xem cái vận may của tất cả các anh em đen hay là đỏ có nhận được ngọc hay không. Và mình khuyên các anh em là giữ liver qua trăm thì có thể là từ dungeon 3 đảo lại nha anh em. Đừng có ham mà lên những cái map cao làm gì, lên trên đó là quánh quái lâu nè, ép chúng ta chậm nè, và không có kit bãi quái lại người ta, chỉ là lanh hoanh ở những cái map nhỏ thôi. Thì các anh em có thể là qua bên cái map là Ebelan 1, 2, 3, các anh em có thể là chạy những cái map bên đó. Ở bên đó Ebelan 3 hiện giờ là đang full nha anh em, các anh em bên đó rất là nhiều, vì bên đó có những bãi quái lên tới là 5 con, 7 con hoặc là 8 con anh em, rất là nhiều luôn. Bãi trung bình bây giờ là cũng 5 con, 6 con rồi, còn những cái map nhỏ thì chỉ có 4 con, 5 con thôi. Nên chúng ta có thể là chạy những cái bãi quái, chạy những cái map để tham quan và kiếm được một cái bãi nào farm riêng cho chúng ta, để mà chúng ta khai thác được con game, chứ không cần mà phải vào trong đây mà đi theo một cái cuốn sách giáo khoa nào hết. Mình sẽ cải sách nha anh em, có thể là chạy tìm hiểu tất cả các map nè, có thể tìm hiểu những cái tính năng ở trong đây, vì đây là một cái phiên bản nước ngoài nên các anh em có thể là rất là chậm khi chúng ta tiếp thu con game. Nhưng mà các anh em hãy liên tưởng qua cái con game Lost Container, hiện giờ Lost Container là phiên bản Việt hóa toàn cầu nên là nó sẽ đa hội có phần tiếng Việt, các anh em có thể liên tưởng qua bên đó và chơi top bên con game bên đây nha anh em. Và trong đây những cái con cờ lát này và những cái nhân vật, những cái lối chơi thì nó giống như Lost Container. Và ở giai đoạn đầu thì các anh em không có đồ thì các anh em đừng có chơi full anh ghi làm gì là full top, các anh em hãy cộng vào chuẩn cho nó. Ví dụ con rách quay thì chúng ta cộng anh ghi và NE, E là E là chủ đạo, còn con rách kin thì cộng là anh ghi và STG là chủ đạo. Đừng có mà cộng mát vô anh ghi nha, nếu mà mát vô anh ghi các anh em phải có những cái vũ khí hỗ trợ, có set hỗ trợ thì chúng ta có thể chơi mát anh ghi nha, còn không
xong thì chúng ta hãy chơi theo cái những cái con game phổ thông và chính thống, chơi cộng theo cái hướng là đam trận của nó, như ví dụ các anh em chơi là Dakin hay là Magit cung nữ sum, thì cộng theo cái lối chuẩn của nó sum phép thì chúng ta có thể là anh ghi và e nè là chủ đạo nha. Còn cung nữ thì chúng ta có thể là cộng anh ghi, thì nó rất là nhiều class đó, cho chúng ta chọn tới 6 con class là anh em. Nhưng mà tốt nhất muốn mà solo cho ngon, vì cái con game nào cũng vậy, ở đầu game thì chỉ có đam cao nhất là cái con sum và con đách lót, còn hô mà sau này đợi bk hơn thua với nhau chỉ có đách kin nè, đách quay nè. Các anh em có thể là cân nhắc khi mà chúng ta chơi một cái con game nào đó nha anh em. Thì ở giai đoạn đầu các anh em muốn farm tốt thì hãy chọn cái con đánh lót như mình hoặc là sum. Còn khi mà các anh em định chơi về lâu, về dài, BK máu lửa, định nạp tiền vô á, thì tốt nhất các anh em hãy chơi Dash White và các con Dash King. Hai con đó nó rất là mạnh khi chúng ta đảo về sau, đảo về late game. Còn ở giai đoạn đầu thì chỉ có Dash lót và sum thôi. Các anh em cứ nhớ như vậy là chơi nó sẽ dễ hơn. Và ở trong đây nếu mà một cái phiên bản cân bằng thì nó không có con nào lép hết anh em. Còn nếu mà nó không có phiên bản cân bằng á thì chơi những cái con chính thống là nó sẽ khỏe hoài luôn. Còn ở phiên bản cân bằng thì con này mạnh giai đoạn đầu, con này sẽ yếu giai đoạn sau. Và một con khác ví dụ là con Dakin, nó yếu giai đoạn đầu, nó sẽ mạnh về cái giai đoạn sau. Như cái con Dash Lord này, nó mạnh giai đoạn đầu và nó yếu về cái giai đoạn sau. Thì mình nói một hồi các anh em không biết luôn. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây nha anh em. Những anh em nào mà có thông tin thủ thuật hay là có ý kiến gì hãy mạnh dạn comment vào cuối phần video nha.